chào anh chị, tôi đang có mặt tại trục đường cọ xanh số 13. Và anh chị có thể nhìn thấy ngay phía sau lưng tôi là một cái công viên phân khu cọ xanh rất rộng. Đúng không ạ? Trong clip này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một sản phẩm, một căn liền kề áp góc của phân khu cọ xanh, đường cọ xanh số 13. Và từ căn nhà thì anh chị có thể view trực diện ra công viên ngay từ tầng 1, từ ban công và không gian của căn nhà. Và đây là chi tiết về sản phẩm, xin mời anh chị. Chúng ta có một sản phẩm, đó là một căn liền kề ngay trục đường cọ xanh số 13 và là một sản phẩm áp góc. Đây là mặt tiền chính của căn nhà. Căn nhà có diện tích đất là 70m2. Chúng ta có mặt tiền 5m. Tổng diện tích xây dựng sàn là 277m2 với thiết kế mặt ngoài là 5 tầng. Chúng ta có những cái ban công ở tầng 2 và tầng 3 là ban công ngoài trời. Ban công ngoài trời thì sẽ giúp anh chị tối ưu cái công năng sử dụng khi chúng ta sử dụng các cái dịch vụ. Và với mặt tiền 5m cũng như là cái không gian diện tích xây dựng sàn tầng 1 là khoảng 60m2 thì cũng dễ dàng để chúng ta có thể thiết kế để anh chị để ở được. Và đặc biệt hơn thì nó đối diện với cụm công viên của phân khu cọ xanh, cũng là một trong những cái ưu điểm lợi thế để chúng ta đầu tư mua bán sản phẩm này. Và với giá bán gốc hiện tại là khoảng 12,1 tỷ là giá bán gốc tổng giá. Và anh chị được tặng chiếc xe VinFast VF9 có trị giá là 1,9 tỷ. Nếu anh chị nào sử dụng chính sách vay vốn ngân hàng thì chúng ta chỉ cần bỏ ra 30% thôi là anh chị đã sở hữu được sản phẩm này. 30% của 12 tỷ tương đương với khoảng 4 tỷ. Còn lại 70% thì phía chủ đầu tư sẽ hỗ trợ anh chị vay vốn với lãi suất là 0% trong thời gian là 36 tháng, tương đương với 3 năm. Và với anh chị nào mà chúng ta muốn trả góp căn nhà này thì anh chị sẽ được chiết khấu 18% vào giá bán. Và 2 năm tiếp theo thì chúng ta chỉ phải trả với lãi suất vay ngân hàng là 6%. Từ năm thứ 3 trở đi thì chúng ta sẽ có cái lãi suất cố định ở mức là 8% trên năm. Và theo cái thời gian vay, ví dụ các gói vay của anh chị từ 5, 10 đến 15 năm thì chúng ta sẽ có cái lãi suất cố định đó. Ngoài ra thì với những anh chị nào mà thanh toán sớm hoặc là thanh toán theo tiến độ thì chúng ta sẽ được chiết khấu 18% vào giá bán. Giá bán còn lại của sản phẩm liền kề áp góc view công viên này sẽ còn lại đâu đó 9,9 tỷ. Cộng với quà tặng đó là một chiếc xe VinFast VF8. Và anh chị nào đang quan tâm về sản phẩm liền kề tại phân khu cọ xanh, căn áp góc, mặt tiền 5m, đất sẽ là 70m2, pháp lý sở hữu lâu dài và cạnh công viên của phân khu cọ xanh thì anh chị liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.